Ở đây thì để xem coi số 3 nè. Hi, chị mến chào tất cả các em. Hôm nay chiến xa thần thú phần 3 đã trở lại rồi. Chiến xa thần thú phần 3 nó kết thúc phim cách đây cũng hơn 2 tháng rồi. Mà bây giờ chị mới có đồ chơi để khui hộp đây nè. Không biết là các em có còn thích chiến xa thần thú không ta? Em nào vẫn còn thích chiến xa thần thú hãy comment bên dưới cho chị biết với nha. Bây giờ thì chị sẽ khui cái thùng hàng chiến xa thần thú đây. Lâu quá rồi mới gặp các em đúng không? Dạo này chị thật sự là rất là ít ra video cho nên là các bạn chạy hết trơn rồi. Không biết các bạn còn nhớ đến chị không ta? Đây, một thùng chiến xa thần thú ơi. Tờ giấy. À, cái này là hóa đơn. Hiện tại chị thấy có hai nơi bán chiến xa thần thú, nhưng mà khi mà chị đặt hàng thì lại có con lại không còn, không có đủ bộ nữa. Để coi thử chị thiếu cái con gì đây. Trời. Con này là con số 8. 200.000 một con nè. Số 6. Các em hãy comment bên dưới cho chị biết về tên của các con này nha. Con 5S. Em nào đã xem phim hết rồi hãy comment bên dưới nha. Con số 9, số 6, số 9. Cái hộp chiến xa thần thú của phần 3 nó cũng nhỏ hơn ha. Hồi đợt trước là cái hộp nó hình chữ nhật nhưng mà nó to to. Còn cái này là hình chữ nhật mà theo cái kiểu là hình trụ đứng cao rồi. Nhỏ gọn hơn, mà không biết là chiến xa nó có đẹp hơn hay không. Wow, có cái bộ này thiệt là bự luôn. Con số 11. Con này thì chị mua tới 500.000 luôn. Thêm một con này nữa. Con số 10. Con số 4. Có 5V nữa. Con số 3. Hết rồi. Khi chị mua ở shop này thì lại thiếu 3 con, cho nên là chị tìm thêm tiếp một cái shop nữa thì chị tìm ra được một con số này, số 7. Ở đây thì để xem coi số 3 nè. Số 3. Số 4 đâu? Đây, số 4 đây. Mà số 3 với số 4 là hai con này là nằm ở phe đối lập nè, phe ác đấy. Nó chắc nó cũng phân biệt cái loại hộp quá à. Chị đoán vậy thôi, nhưng mà chắc vậy á. Số 5V. Số 5V. Số 5S. Số 6. Đó, số 5, số 6, số 7. Cái này số 7. Đợi số 8, số 9 nè, nó cùng kiểu hộp luôn. Rồi đúng rồi, hai anh này là nằm trong lính của chúa tể bóng đêm cho nên bị hai hộp khác. Cái này là một sự suy đoán của chị cho nên nếu mà không phải các em cũng hãy comment bên dưới cho chị biết với nha. Số 10 với số 11. Vậy là chị thiếu số 1 với số 2 rồi. Số 1, số 2 thì hiện tại chị tìm ở Việt Nam không có. Chị đã đặt hàng ở bên nước ngoài rồi mà không biết là nó sẽ có vận chuyển về Việt Nam hay không. Khi nào có chị sẽ khui hộp cho các em cùng xem nha. Bây giờ thì chị muốn khui hộp. Các em muốn khui hộp con nào đây? Hay là khui hộp số thấp lên số cao ha. Mình khui hộp trước hai cái con của chúa tể bóng đêm đi. Là con số 3, số 4 này nè. Hai con này là lính của chúa tể bóng đêm nè. Số 3 với số 4. Thôi bây giờ chị khui con số 3 trước đi nha. Mình sẽ khui từ từ hết tất cả. Các em yên tâm, chị sẽ khui hết tất cả những cái hộp này. Khi nào có những cái con mới nữa chị sẽ khui tiếp tục nha.
Ở trong Chiến Xa Thần Thú phần 3 trong phim á, chị thấy có một cái con là có cái rắn, con rắn màu vàng vàng, mọc vàng vàng cam cam á, hai đầu á. Lúc á thì người ta dịch là sông xà liên sướng, có lúc là sông long, có lúc là sông lam. Chị không biết cái tên nó là gì, nhưng mà cái con đó thì chị kiếm đồ chơi lại không có, mà con đó chị rất là thích luôn á, bởi vì nó có rắn hai đầu. Nhưng mà không thấy, không có đồ chơi, chỉ có những cái con này thôi. Thì với còn không có con chú tể bóng đêm nữa. Sticker thẻ, nó chỉ có hai cái thẻ thôi, thẻ màu xanh lá cây. Thẻ màu xanh lá cây là cho hệ nước, thấy có giọt nước rồi đó, rất là nhỏ. Ui, phần 3 nó nhỏ xí à. Chị thấy nó nhỏ gọn giống như phần 1 vậy đó. Cái kích thước của nó đó giống như phần 1 mà cấp 1 á. Chứ còn nếu như mà cấp 2 thì cũng có bự hơn nữa. Con này nhỏ. Cái màu tím này cũng rất là đẹp. Bữa nay chị kéo hết tất cả những cái con chiến xa từ phần 1, phần 2, phần 3. Khi mình khui hết phần 3 rồi, mình kéo hết ra, mình xem thử coi. Hai đồng xu, giấy hướng dẫn sử dụng. Cái tờ giấy nó cũng nhỏ xí nè. Hình như cái phần này nó tiết kiệm hơn thì phải, nhưng mà theo giá nó cũng cao nha. Một là chạy, xong nó bắt xu, xong rồi nó xoay, đẩy xu ra phía sau, bắt xu, rồi xoay, nhảy lại, biến hình. 7 bước, những cái phần kia là có 1, 2, 3 bước. Bắt, chạy, bắt xu, rồi xoay 360 độ thì cái này tới 7 bước luôn nè. Lắp ráp, 1, 2, 3, 4, hoàn thành. Rồi, chị lắp ráp thử coi, giống chắc giống như cũ nè, gạt cần đây. Xong rồi, đẩy cái đầu nó xuống, đúng không? Rồi đẩy đầu nó khép cái cánh lại. Ý cái cách này, con này nó giống giống như con của phần 2 nè. Ủa xong rồi hả? Ủa người ta chỉ 3 bước mà chị làm 2 bước nó ra rồi hả? Ha ha. Chị bỏ qua một bước. Nhưng mà không sao. Thử xem. Ở đây, máy em lại đi ra rồi đây. Cho chiến xa thần thú biến hình. Em sao lại không có nhảy? Rồi, đừng nói fail rồi nha. Hàng chính hãng nha. Gì vậy? Chơi kỳ quá à, 3 lần luôn hả nha. Gì vậy? Hay là mình sai chỗ nào rồi? Không nhảy gì hết vậy? Sai sai rồi, cái này nó không giống như cái phần 1, phần 2. Tại chị để sai rồi, mình phải để ngược lại đây nè. Đó, sai quá sai, mình phải để ngược cái xe lại, sai quá sai. Đó, nó có hai cái đầu. Sao đi các em nha, lần đầu tiên chơi chiến xa thần thú phần 3. Trời ơi, ngớ ngẩn thiệt, bây giờ chị đã phát hiện ra. Nó có hai cái ngàm luôn các em. Cái đầu nè, cái ở trên phía đầu có một cái ngàm, phía sau có một cái ngàm nữa. Nếu mà mình chơi giống như phần 1, phần 2 thì không có được rồi. Giống là tưởng fail. Đúng là chị fail thì có. Bây giờ mình để ngược lại như thế này. Rồi. Thêm một cái đồng xu nữa. Vậy đi, rồi. Cái này là cái ngàm sau đít, cái này là cái ngàm lúc ở trên đầu. Mình bắt từ phía sau, nó bung cái này trước. Tiếp tục bắt
ở trên này là nó mới bung nè, đó nó mới bắn, nó mới nhảy nè. Thôi bây giờ chị cho nó thử rồi mình dán sticker nha. Tự nhiên bây giờ chơi cái này lần đầu tiên thấy mình hơi hậu đậu rồi đó. Không được, nhẹ quá. Chiến xa thần thú mình để về đây. Tiến hơn đó. Thì ra mình để hai cái đồng xu cách cách xa nhau một chút xíu, gần quá thì nó không có nhảy. Cái này mà phải luyện kỹ thuật đi. Chơi như chiến xa phần 1, 2 là thua rồi. Thua rồi, thấy không? Trời, nó chạy tới rờ rồi nó mới nhảy, chịu nổi không? Thôi bây giờ mình dán sticker đi. Chơi dở quá các em cười cho bây giờ. Lần sau chị sẽ luyện sau. Bây giờ mình sẽ dán sticker, các em hãy chờ chị dán sticker nha. Xong rồi. Nhìn rất là ngầu nha. Sticker rất là rực rỡ luôn. Ở đây sticker là nó có dán bánh xe luôn. Và nó dán ở bên dưới luôn nè các em. Dán hai bên luôn. Còn phần 1, phần 2 thì chỉ dán ở trên mặt trên nè. Này được ở phần dưới được có hai tấm nữa nè. Thêm mấy cái bánh xe nhìn nó rất là lung linh luôn. Xem nào. Nó giống như một con diều hâu mà gọi là đại bàng, đúng không? Đại bàng, sấm sét, long quyền, lốc xoáy. Nó đó, nó đó. Nhưng mà nó nhỏ quá, nó không có ngầu. Xa xa, gần gần là không được. À sai rồi, chị lại sai nữa, thấy chưa, cứ quên hoài à. Nằm ngửa ra mà nhảy, nằm ngửa ra mà ăn xu. Nhưng mà sao nó đẩy không có mạnh ta. Trời, cái này phải chơi nhiều lần mới quen được. Chị tưởng nó thua rồi chứ, ai ngờ nó vẫn bắt. Chị nghĩ là mình sẽ đẩy thiệt là nhanh để nó chạy nó bắt xu, nhưng mà không phải. Trời ơi, này mình đẩy nhẹ một cái nó bắt rồi, nó mới đẩy qua bên kia. Nhưng mà để đồng xu phải đúng nữa. Wow, nó tự nó hết xu vô luôn á. Nó hơi bị nghiêng một chút xíu nhưng mà nó tự hết vô. Nhưng mà chơi cái này cũng hơi rất là khó canh quá à. Em nào chơi giỏi hãy comment bên dưới cho chị biết với nha. Chị chơi chưa có quen, nhiều lúc bỏ còn lộn nữa. Đây, chạy. Đó chưa? Đẩy nghiêng một chút xíu là cũng đã đi một dặm đường dài. Đó. Vấn đề là cái này, cái đầu này nó hít rất là mạnh. Nó nghiêng như vậy nhưng mà nó vẫn hít vô. Đó, nè. Đó. Mình bỏ nghiêng gì mà nó hít vô nè. Đó. Đó. Sai là quá sai. Để chị khui hết chiến xa xong rồi các em hãy xem thử là các em thích chiến xa phần 1, phần 2, phần 3 hay là cấp 1, cấp 2, cấp 3 của phần 1, cấp 1, cấp 2, cấp 3 của phần 2. Còn ở phần này là chị không biết là cấp nào á. Sao chị cũng chưa có biết là cái nó chưa có phân loại. Các em hãy cho chị biết là cái con nào là phần 1, cái con nào là cấp 1, cái con nào là cấp 2, con nào cấp 3 nha. Chị nghĩ hai cái hộp bự con số 10, số 11 kìa là chắc là con mạnh nhất á. Đúng rồi, con này nè, con này gọi là ngựa thần quan năng nè, ngựa thần quan năng. Con số 10 này là mạnh hơn con số 11 bởi vì chị thấy là con ngựa thần quan năng cuối cùng chiến thắng chú tể bóng đêm đấy. Còn con hỏa ngục song bạo thì bị thua, cuối cùng được con ngựa thần quan năng cứu. Rồi, hai cái bộ này bự chà bá, chị nghĩ là chắc là nó hoành tráng lắm. Để mình sẽ khui sau. Thôi, video của chị đến đây là hết rồi nha. Để chị phải luyện chơi.
Chứ bây giờ chị, bây giờ mà chị quay tiếp mà chị chơi xấu hổ quá hả. Thôi cảm ơn các em đã theo dõi video của chị nha. Hãy nhớ cho chị một like, đồng thời share và đăng ký kênh nha. Cảm ơn các em rất là nhiều. Bye bye.